Ma vào nhà kho khi đang ngủ. Một cô gái đang ngồi xem tivi thì một cái gì đó bắt đầu rơi xuống khỏi kệ tivi. Một cái gì đó rất nặng tự rơi xuống. Cô gái ngồi dậy và bắt đầu bối rối. Cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà. Vào buổi tối ngày hôm sau, cả hai vợ chồng cô ấy đang chuẩn bị đi ngủ thì cô gái nghe thấy tiếng động ở bên dưới phòng để đồ, mà ngôi nhà không có ai. Cô ấy thuyết phục mãi thì người chồng mới chịu đi cùng xuống dưới nhà kho xem có gì ở đó không. What do I know? You don't know. What if something happens? We don't have any explanation for it. Like I said last time, I record everything. You don't record anything? You need to explain that? So I'm tired. Yeah, exactly. This is the 50th freaking night in a row. I think you're exaggerating. Look, it's a basement. What the fuck is that? It's a broken frame. Yeah, that happens. Jesus! What the fuck? Okay, we need to go. 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 But where? Go upstairs. Go upstairs. Jeep! Go! Go upstairs! Go upstairs! Go upstairs! Go upstairs! Fuck! Go upstairs! Fuck! Let's go! Cô ấy đang nhặt một mảnh kính thì thanh nhôm dùng để chế tạo khung ở phía sau cô ấy tự di chuyển. Cô ấy lùi lại và bảo rằng hãy đi ra khỏi đây, thì những khung ảnh dưới sàn nhà thi nhau trượt về phía cô ấy, bay về phía cô ấy. Cả hai nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi nhà kho u ám đó. Vậy bạn nghĩ ngôi nhà của cô ấy có đang bị ma ám hay không? Ma chạy trên cầu thang va vào bàn. Hai người đàn ông đang đi đến một trang trại cũ bị bỏ hoang, được cho là cực kỳ ma ám trong 70 năm qua. Trang trại được chuyển từ chủ sở hữu này cho chủ sở hữu khác trong những hoàn cảnh rất bí ẩn. Trên thực tế thì những người dân ở gần đó cho biết rằng không có ai sống được ở trong ngôi nhà đó đến quá 3 năm. Những người sống trong đó tuyên bố rằng nghe thấy những giọng nói không giải thích được và những đứa con của họ thức dậy la hét vào giữa đêm khuya. Chúng nói rằng nhìn thấy một người đàn ông xấu. Cuối cùng không ai muốn mua trang trại đó dù giá của nó thấp đến đâu, nên ngôi nhà trang trại vẫn bị bỏ hoang cho đến bây giờ. Đúng 3 giờ sáng, cả hai bước vào bên trong ngôi nhà. Anh ta yêu cầu linh hồn ở đó hãy tạo ra âm thanh, thì một chiếc bóng đèn rơi xuống sàn một cách bí ẩn ngay bên ngoài phòng tắm. Anh ta đi ra ngoài để đồ của anh ta ở đó. Anh ta đặt một chiếc camera ở góc nhà thì mọi thứ trở nên ớn lạnh đến tận cốt nõi. Table tipping. Yeah, I kind of want to just show. Is that what it's called? It's called table tipping, yeah. It is? Okay. I didn't know if I had like an official name or something. Okay, yeah. So I kind of want to set up a camera in that corner there, and I want to set up a camera either in this corner or... Stop, stop, stop. Whoa, whoa, whoa. Dude, what was that?
Một chiếc bàn nặng nề tự dưng đổ lật xuống, anh ta bàng hoàng và bối rối nhìn khắp xung quanh ngôi nhà. Nhưng sau đó bạn có nhận thấy ngoài chiếc bàn bị lật thì bạn có nghe thấy một tiếng bước chân vô hình đang chạy trên cầu thang rung lên. Một thứ gì đó đang thực sự chạy trên cầu thang gỗ, rồi một tích tắc sau thì chiếc bàn đổ xuống, như thể một cái gì đó vô hình bí ẩn vừa chạy trên cầu thang xuống rồi va vào chiếc bàn đổ xuống. Anh ta quyết định đi sang một cái nhà kho chuồng ngựa để hỏi xem có linh hồn nào đang ở đó không, thì mọi thứ trở nên hoàn toàn lành. What was that? That's what that was. Bạn có trông thấy khi anh ta đang đứng ở đó thì bất ngờ một cái lon và một chiếc hộp được ném ngang qua nhà kho, nhưng cả hai nhanh chóng chạy vào đó, nhìn khắp xung quanh không thấy gì ở đó. Cả hai vòng ra phía sau nhà một lần nữa trước khi ra khỏi ngôi nhà đó. So it's gotta be that window. It'd be that window. Barn, find the light back here. Yo, Johnny. What? Bạn có trông thấy dường như một bàn tay đen tối đang vươn ra từ cửa sổ tầng 2. Đây cũng là nơi mà những đứa trẻ trước kia đã tuyên bố nhìn thấy một người đàn ông xấu đi xung quanh trên tầng 2 ngôi nhà. Vậy bạn nghĩ đây có phải là bàn tay đen tối của linh hồn bóng tối đó vẫn đang ám ảnh trong ngôi nhà bỏ hoang đó, đã khiến cho những người chủ trong quá khứ bỏ đi chỉ trong vài năm ở đó hay không? Bạn nghĩ đó là ma hay có thể là gì? Ma đứng im đợi thời cơ. Một số những người đàn ông đang ở trong một trang trại bị cho là ma ám ở một vùng nông thôn, nơi một gia đình từng sống trong ngôi nhà đó đã tuyên bố nhìn thấy một ông già kỳ lạ khiến cho họ không thể ở đó và thường nghe thấy những âm thanh lớn không giải thích được vào lúc nửa đêm, và họ còn nhìn thấy bóng tối trong ngôi nhà và chỉ ngồi im lặng trên ghế. Khi ở trong ngôi nhà, anh ta bắt đầu nghe thấy một số âm thanh. Anh ta chia nhau ra đi xem xung quanh ngôi nhà thì mọi thứ trở nên cực kỳ lạnh. Meu Deus do céu, cara. Você escutou barulho aqui? Nossa, só vi, tipo, arredondo, nossa, mano. Mas você escutou a porta ali? A porta mexeu. Cara do... Bạn có trông thấy anh ta nghe thấy tiếng kêu cót két của một cánh cửa đang tự di chuyển, nhưng khi anh ta quay sang thì ai đó hoặc một thứ gì đó đang quan sát anh ta từ trong bóng tối với đôi mắt phát sáng, đang nhìn chằm chằm vào anh ta từ góc của một bức tường. Vậy bạn nghĩ đây có phải là linh hồn bồn chồn của một ông già vẫn đang ám ảnh trong ngôi nhà đó hay không? Bạn nghĩ đó là ma hay có thể là gì? Ma tự mở cửa vào trong bếp tìm đồ.
Một người đàn ông cho biết rằng anh ta mới thuê được một căn hộ trên tầng 2 với giá rất rẻ, nhưng không biết vì sao mỗi khi anh ta đi ngủ thì như có cái gì đó đang ở trong bếp sột soạt, như đang lục tìm cái gì ở trong đó. Ban đầu anh ta nghĩ rằng có thể một con chuột đang ở trong bếp, nhưng đến tối ngày hôm sau anh ta đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng rồi tiếng lạch cạch ở phòng khách. Cố gắng thức dậy đi ra để xem cái gì đang ở trong đó. Cánh cửa phòng tắm tự dưng đóng lại, nhưng anh ta nhanh chóng mở nhanh cánh cửa thì không có gì ở trong đó. Anh ta đi ra ngoài phòng khách thì một cánh cửa về phía phòng ngủ tự đóng mạnh, nhưng cũng không có gì ở đó. Anh ta đi vào trong nhà bếp thì chiếc ghế bắt đầu di chuyển. Anh ta đến gần thì nó tiếp tục di chuyển ra xa, như thể nó đang giận dỗi cái gì với anh ta. Vào buổi chiều ngày hôm sau, anh ta đang đi ra cửa thì chuyện này xảy ra. Des cas trucs de fou. Je suis à la maison, je sais pas ce qui se passe. Même le chat il sert tout à l'heure. Chiếc cửa cuốn nặng nề tự dưng kéo xuống, quay như trong chóng giữa ban ngày mà ở đó không có ai. Vậy bạn nghĩ ngôi nhà của anh ta có đang bị ma ám hay không? Ma muốn uống nước. Một người đàn ông đã cáo buộc cho rằng ngôi nhà của anh ta đang bị ma ám kể từ khi anh ta chuyển đến ngôi nhà mới mua đó thì có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Bóng điện trong nhà tự dưng nhấp nháy, và một buổi tối anh ta đang chuẩn bị đi ngủ thì bóng điện trong phòng tắm tự dưng nháy sáng. Anh ta đến gần để xem. Dường như các thiết bị điện trong nhà anh ta nhấp nháy liên tục, rồi một cái chai nhựa trên bàn bay về phía anh ta, rồi rơi trúng vào cái gì đó, rơi liếng xiểng. Anh ta đang nhìn vào những thứ trên bàn thì chiếc ghế lao nhanh về phía anh ta, không còn cố gắng được nữa. Anh ta chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà đó ngay trong đêm. Vậy bạn nghĩ ngôi nhà đó có đang bị ma ám hay không?
Bạn nghĩ rằng hình bóng nhợt nhạt với đôi mắt phát sáng ở góc nhà có phải là ma, một chiếc lon và một cái hộp bay ngang qua nhà kho và bàn tay đen tối vươn ra từ cửa sổ tầng 2 có phải là ma, có phải ma chạy trên cầu thang rồi va vào bàn đổ xuống hay không? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy đăng ký chia sẻ cùng với mọi người. Chân thành biết ơn bạn.